Video này dành cho những ai đang cần tìm một mùi hương trái cây cho những ngày nắng nóng này. Hello các anh em, như tiêu đề của video, trong cái clip này mình sẽ chia sẻ đến với mọi người 7 chai nước hoa và nó có một đặc điểm chung, đó đều là những tông trái cây citrus. Mình nghĩ rằng trong những ngày hè nắng nóng này thì bên cạnh những chai nước hoa tông aquatic, tông nước biển, thì những chai nước hoa tông trái cây nhẹ nhàng cũng có thể là một những sự lựa chọn giúp cho các anh em dễ dàng thay đổi mùi hương, và đặc biệt là nó có thể sử dụng được trong những ngày đang nắng nóng rất là khủng khiếp này. Thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay của bên anh em mình. Let's go! Chai nước hoa đầu tiên mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là một sản phẩm của nhà Hermes và nó có tên là Un Jardin Sur Le Nil. Nếu như theo giới thiệu về mùi hương của chai nước hoa này thì nó là mùi sen, thế nhưng khi mà chúng ta xịt chúng ta đã cảm thấy rõ ràng đây là một tông quả xoài, và đây không phải là xoài ngọt mà là xoài chua. Sen thì nó thật ra nó chỉ ở lúc open note thôi, nó khoảng độ 5 đến 10 phút, chắc là khoảng 15 phút gì đấy, và về sau đó đó là cái vị chua của quả xoài, rất là nhẹ nhàng. Do vậy nếu như mà anh em nào mà chúng ta thích cái kiểu như tông xoài chua chua dễ sử dụng cho những ngày nắng nóng này thì Un Jardin Sur Le Nil là cái sự lựa chọn mình muốn giới thiệu đến cho anh em. Có thể là mọi người cảm thấy rằng chai nước hoa này thì nó có thiên hướng skin scent, nhưng mà đổi lại thì cái mùi hương của nó cũng khá là thú vị. Mình đã từng giới thiệu cho một vài các anh em ưa thích cái tông mùi nó giống như kiểu nó có gần gũi với thiên nhiên ấy, kiểu như là một mùi hương tự nhiên và bám nhẹ nhàng, và mình đã giới thiệu chai nước hoa này và các anh em, những người anh em đó sau khi nhận được thì đều rất là khen ngợi. Do vậy nếu như mà anh em nào ưa thích một cái tông mùi nhẹ nhàng có xu hướng gần tự nhiên đó, kiểu như mùi không quá là hóa học, thì Un Jardin Sur Le Nil mình muốn chia sẻ đến với các anh em. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Acqua di Parma và nó có tên là Fico di Amalfi. Mùi hương chủ đạo của chai nước hoa này là mùi sung, rất là nhẹ nhàng, nó có sung và kết hợp một chút với citrus, cam chanh gì đấy, là tạo nên một cái tông mùi rất là summertime, đúng không? Những ngày hè nắng nóng xịt một cái tông mùi trái cây nhẹ nhàng và vừa đủ, không quá nồng. Thật ra chai nước hoa này chúng ta hoàn toàn có thể xịt vào cái thời tiết tầm này mà không hề sợ là mọi người kêu ca, bởi vì tông mùi của nó rất là vừa đủ cho những ngày hè nắng nóng. Mà mình nghĩ rằng đây cũng là một mùi hương khá là thú vị. Do vậy chai nước hoa thứ hai Acqua di Parma di Amalfi nhé, chứ không phải là Amalfi như lúc đầu mình nói, sorry các anh em. Đó, chai nước hoa thứ hai. Chai nước hoa thứ ba đó là D&G L'Imperatrice. Mặc dù đây là một mùi hương của nữ nhưng các anh em hoàn toàn có thể sử dụng được với tông mùi của dưa hấu và quả kiwi, rất là nhẹ nhàng và sảng khoái khi mà ngửi. Mình như tầm này là mấy hôm nay mình thường xuyên sử dụng chai nước hoa này vào những ngày hè nắng nóng, và mình cảm thấy rằng rất là dễ chịu khi mà ngửi. Do vậy anh em nào thích cái tông mùi trái cây thì L'Imperatrice cứ thử thôi, không phải xoắn. Đó, chai nước hoa thứ ba. Chai nước hoa thứ tư, một sản phẩm khá là quen thuộc đối với mọi người, John Varvatos Artisan Pure, với mùi hương chủ đạo là cam chanh. Như mình vẫn nói ở các video trước, khi mà chúng ta xịt mùi hương của chai nước hoa này thì giống như kiểu chúng ta ngửi một cái cuống của quả cam ấy, với cái vị cái the và cái giống như kiểu cái vỏ cam khi mà chúng ta bóp vào ấy. Đấy, chúng ta ngửi cái mùi đấy thì Varvatos Artisan Pure nó dạng kiểu như thế, luôn luôn được đánh giá là một trong những chai nước hoa rất là gọi là xuất sắc của nhà John Varvatos. Thì anh em nào nếu mà chưa có dịp thì chúng ta nên thử mùi hương của chai nước hoa này. Mình nghĩ rằng là nó cũng rất xứng đáng để mà thẩm. Đó, chai nước hoa thứ tư. Chai nước hoa thứ năm đó là một sản phẩm đến từ nhà Dolce Gabbana và nó có tên là Light Blue. Có thể là anh em khi mà xem đến đoạn này thì rú lên tại sao lại là một chai nước hoa nữ. Thì mình nói thật là nếu để so sánh cái phiên bản Light Blue nam và phiên bản Light Blue nữ thì mình thích chai nước hoa của nữ hơn. Của nam thì mùi hương nó ok, nó không phải là tệ, nhưng Để mà so với cái độ mình nghĩ rằng thú vị thì mình cảm thấy rằng phiên bản nữ nó hấp dẫn hơn. Ở đây chai nước hoa này với vị chanh và táo rất là tuyệt vời, rất là dễ xịt nha các anh em nhé. Với cái mùi hương này chúng ta có thể xịt gần như là every time, mọi lúc mọi nơi, hiếu hỉ hội nghị. Nó là thì hơi quá nhưng nó rất là đa dụng trong những ngày hè. Và mặc dù là nước hoa của nữ nhưng các anh em hãy tin mình, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chai nước hoa này mà không phải lăn tăn về cái việc mà mọi người sẽ cảm nhận mùi hương như thế nào. Đây là một mùi hương trái cây dành cho những ngày hè nắng nóng và nam giới chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Đó, Light Blue phiên bản của nữ. Chai nước hoa thứ 6, đấy là một sản phẩm của nhà Kiehl's, Mandarin Pacific. Nếu như chúng ta chưa biết mùi quýt như thế nào thì các anh em phải ngửi mùi hương của chai nước hoa này. Nếu như chúng ta chưa biết mùi quýt, đây là một chai nước hoa có sử dụng nốt cam đắng quýt, nhưng quýt thì nó về cái dry town nó trội lên rất là nhiều. Đó, cái tông thơm đậm mùi chứ không phải là thanh thanh giống như kiểu của quả cam mà của quả quýt. Chắc chắn rồi, nó rất là phù hợp dành cho những ngày hè 40 độ đang diễn ra khủng khiếp này. Thì nếu như anh em nào muốn biết cái tông quýt trong nước hoa sử dụng như thế nào thì Kiehl's Mandarin Basilic mình muốn chia sẻ đến với các anh em. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây, đó là một sản phẩm của nhà Creed, Virgin Island Water, tông mùi dừa. Đây là một mùi hương dành cho những ngày đi biển, đó, nơi những buổi party, những buổi team building ở ngoài bãi biển và chúng ta muốn một cái mùi hương ấy nó mang cái tinh thần dưới bãi biển đầy năng động, đầy sảng khoái, thì Creed Virgin Island Water này nó là một cái mùi hương như thế, mang tinh thần những ngày hè nắng nóng đi biển rất là rõ ràng. Thực sự là như thế. Do vậy nếu anh em nào mà có điều kiện thì chúng ta hãy nên thử chai nước hoa này, Creed Virgin Island Water. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em 7 chai nước hoa và có một cái đặc điểm chung đó là tông trái cây citrus, và mình tin chắc rằng nó sử dụng một cách bình thường trong những ngày đang rất là nắng nóng này. Mình rất hy vọng các anh em có thêm một cái sự lựa chọn mùi hương để có thể sử dụng qua những ngày hè này. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Chúng mình anh em mình chào tạm biệt, bye bye.